Rồi này chị Xuyến nấu đồ ăn rồi quý vị, luộc chuối nữa kìa. Trời ơi, chú già mới chịu rồi nghe. Trời chú già cô đang thụ lùi ừ, chú gì mà nó đang thụ lùi rồi má ơi. Nấu nó nước nó không nhập á. Mặt ơi, nước nhập nó bị gì hả? Ngộ vậy. Ủa sao kỳ ta? Ngập nước lên nó mới ơi. Nãy anh Tư ơi, về ăn chuối anh Tư ơi, ăn chuối bộ chuối. Ăn một cà nè. Ăn gì bộ? Trời ơi, ăn cà nữa kìa. Cà với leo luộc. Hôm nào đi đâu hả? Em đi xúc gạo nấu cơm. Trời ơi, hồn, hồn tưởng đi theo sư Minh Tài chứ. Trời ơi. Thôi à, để cho sư yên đi à. Trời sư Phật không ơi. Có con nhỏ, mình có con nhỏ mình dễ gì mình nhân ông được. Tự nhiên mới ôm bên hết hồn tưởng đâu vô mới lấy quần áo mới đi ra ngoài tầm sư học đạo. Mình xỉu nữa à, lại không nổi cho thầy á. Rồi thôi đi xúc gạo đi trời. Phật sống mà mình thường sao lại không? Gạo đâu? Gạo đây nè. Trời ơi. Lạ thường hơn ta ha. Gạo để trong tủ không à. Sao bị chuột quá đó. Rồi vàng để đâu? Dạ, chuột quá đó nè. Vàng để đâu chứ? Vàng đeo mình nè. Ít ít thì đem người ha, nhiều nhiều giấu trong tủ ha. Có vàng nhiều mình để lại. Nhiều nấu rồi nấu nhiều gạo hả? Nấu rồi thường thường nấu 2 chén. 2 chén là 2 lon á. Chị cũng hay lần luôn. Còn hai chén chiều nấu lại con lon. Con nó hết chỗ chơi kìa, nó ngồi kìa. Sáng hai lon chiều bớt lại nó lon. Chị Quyền. Nó Quyền nó hết chỗ chơi kìa, nó chơi dạ. Đó. Trong dưới đó Quyền. Cái nhà nó thấy mấy Quyền vô chỗ nó ngồi kìa. Điện công mình lên nó luôn rồi. Dạ. Rồi vô nấu cơm đi. Vô em vô bà con nha. Ừ. Quý vị, luộc chuối nữa kìa. Trời ơi, chú già mới chịu rồi nghe. Chú già cô đang thụ lùi chú đâu gì mà nó đang thụ lùi rồi má ơi. Nó nước nó không nhập á. Mặt ơi, nước nhập nó bị gì hả? Ừ. Ngộ nó vậy. Mà đường đường. Ủa sao kỳ ta? Ngập nước lên nó mới nhập. Anh Tư ơi, về ăn chuối anh Tư ơi, ăn chuối bộ chuối. Ăn một cà nè. Ăn gì bộ trời ơi, ăn cà nữa kìa. Cà với leo luộc. Ơi. Chín đây dạ. Quá dữ. Tắt đi để đó hồi nó chín. Chính rồi đó, nãy giờ chín rồi đó, khô chú. Quá dữ. Tủ nó phá lên luôn ta. Không phá nhưng nó vô rồi, nó phá rồi, đồ. Rồi rồi dạ. Chắc vàng giấu đây thiệt nè. Tủ để muối để bột ngọt cũng phá rồi đó. Có vàng để trọng. Thấy không, nhưng lấy mỡ nhân nè, nó chưa chan lấy muối lấy bột ngọt rồi nha. Nó trộn nè. Chắc có vàng. Trộn ba bốn thứ lại nhau hả? Ừ. Trời ơi, chơi vậy. Nhiều bữa hả, keo keo nè, làm cái mọc hết trơn, em mua liền liền vậy là giờ em biết không mà bỏ trong tủ phá lại. Nó lấy bột ngọt, đường. Quá dữ. Rồi, nấu canh á. Nó rồi ăn trong bếp á. Chọn lại chơi. Chọn lại. Nó làm liền liền em mua hoài luôn. Chuối này chín chưa? Chuối hai đầu đen rồi. Chú ông Tư chín chưa? Chưa đâu. Chưa chín ha. Không phải, chín chưa mà đem luộc á. Sống, chú sống. Còn chú sống ha. Chú sống ha. Tại em muốn luộc vậy nè, ăn chấm mà được á. Chú sống luộc cho ông Tư ăn. Xíu này thèm chuối. Hôm rồi là thèm cá lóc. Dạ. Giờ thèm chuối. Chuối với cà. Cà không giặt. Cà tím chứ lộn, xin lỗi. Mơ gì là Phật. Còn không ăn giả rồi, em ghiền ăn mấy cái này đó. Trời ơi. Em ghiền chuối lắm hả? Ừ. Hồi đó em đi đồng đi ruộng nghe là chú sống trên cây là bẻ ăn với cơm với muối cục với nha gì không đó. Tội nghiệp không, ghiền chú lắm mà ăn chú già mới chịu á. Ăn trái, ăn trái vậy hả? Ôi, như nãy vậy hả? Ăn là một nãy không á. Ăn với cơm mà ăn muối cục nữa. Cái ruộng mà nó đi nhỏ mạ đó, hồi xưa đi nhỏ mạ đó. Tội nghiệp không? Phải đi mình nào đi rồi cũng thăm vui lắm. Bỏ đậu súm lại hát bẻ ăn. Rồi bữa nào thì không ấy đi ba phóng xuống bắt cá. Nhà của chị Xuyến nóng như cái lò lửa. Chín rồi đó, này chín rồi đó. Các cây để đây đi ngồi. Rất bị hả gì rồi? Một cái sổ cũng phải rồi. Nè. Cái sổ cũng phải biết rồi đó. Đứa nào, chắc cái đứa nào nó. Có tự gớt. Đó, ăn đồ béo không mà thấy không? Dạ. Đó. Đó, ăn những cái đồ mà tốt dây không à. Dạ. Tốt dây bổ củ không à. Dạ, đây là gì? Kêu là cà ga leo hả? Cà luộc với leo luộc chung. Thì đó, cà ga leo. Cà với leo luộc chung. Ừ, còn bên kia là chú già luộc. Dạ. Trời ơi, đặc sản miền Tây không? Em ăn lại những cái món là đó. Em thích, sở thích em ăn đó mới được chứ còn bảo mình đảm. Đâu đâu cầm dĩa lên chụp tấm hình coi. Ví dụ cái món của mình thích ăn này mà ta đưa kia mình ăn. Rồi nhìn má coi.
chị để chị Xuyến ăn là đồ là bao bao to bao mập dạ. 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 Đó ăn là, ngon, không đó, ăn là đồ bổ đồ béo không à đó đây cũng là bí quyết đó dạ. Cô bác anh chị em nào có thể dùng đây làm bí quyết dạ. Nút chưa dạ. Em đảo nước được thêm miếng, à. Sạ nó không chín thôi cái chuối á. À, cái nước thằng Thánh là hôm rồi hả? Dạ. Nước thằng Thánh. Nước đó nó vô mới chín trái chuối đó. Cái nước nó đang sôi mà chế nước lạnh vô. Dạ, dạ. Nước nó mới chín trái chuối nổi đó. Đó, vậy là chín. Chiến là có cái nước thằng Thánh. Dạ. Quá. Ừ. Nào. Quá dữ. Tư về ăn chuối cho bổ chuối Tư ơi. Ơi. Nó ngập gì nó mới ngon không? Nó phải nấu bằng cái nồi. Nồi kia đựng gạo rồi, cái nồi có nắp đựng gạo. Nhà Xuyến có 2-3 cái nồi à. Hai nồi bự đựng ba cái nè. Ba cái nồi bự đựng gạo rồi. Xuyến có nồi 1-2 cái gì à, chảo thì 1 cái 2 cái gì đó. Muốn nữa cũng không có. Dạ. Giờ không có nắp đậy nữa nè. Tính đi lá chuối đậy. Tính đi chợ mua thêm 1-2 cái nồi vừa để nấu mà chưa mua. Tại vì không có tiền đó chứ. Có tiền mua rồi. Chứ có tiền mua rồi. Sao vậy? Ủa Xuyến luôn. Nhà sao ngộ quá trời. Tiền bạc mình là nhiêu xài cũng hết ngộ hết. Không xài nó không hết. Chị xài nó mới hết, chị đừng xài. Tính mua mấy miếng tôn nó sao đó làm mà chưa mua được. Làm gì? Cái ai sao tôn lũng sao đó, mấy miếng tôn một đó. Thôi để gì đi, để gì đi cho ông Tư không có vô. Đó quên á, anh ra sao anh mới thấy nhiều. Để đi cho ông Tư không thấy, không phép trách ông Trung vô. Mà mình quên, mình đâu có nhớ đâu mua. Một gì nó mát chị Hiến ơi. Rồi mấy ngày nay ông Tư có vô không? Ông Tư thì lâu lâu mới ra chơi vậy thôi chứ ông đâu có ở ngoài đây. Ừ. Ra thăm bảy cái về ha. Dạ. Thăm bảy xong đổ lợp cái về. Mời khán giả uống hơi sữa về khán giả đi. Bỏ chân xuống Như. Như. Ừ. Như ngoan ha, nói cái Như biết Như bỏ xuống về không. Ồ, cho Như sao? Nó hôn hết trơn. Cho Như uống miếng đi. Con làm gì vậy Nhơ, con lấy gì nè, lấy son hả tùm lum hết như vậy. Sáng nó lấy xài son em tha mặn đó chặt cho em mới chùi đó. Tối ngày lấy son, kem. Chị để sao mà nó lấy nó tha tùm lum. Tha cái mặt đỏ chót. Dạ, chiến quá chừng lắm luôn. Nhà của em mà bây giờ miếng sao có gì không? Trước nó có nước vô ra vô mắc rồi à. Dạ, nước này. Cái này hết. Nước nhiều á, nó cũng mát hết. Mùa mưa nắng nè, nắng góc lên bên ngoài nó hết vô. Đem số này bán ha. Dạ. Thay đâu, thay đâu, mua coi chiều nè. Chúng anh để chai rồi. À, chúng anh để chai rồi. Không dòm nữa bà vợ luôn á. Vô. Nếu nó cũng đông nhiều 50% trả nó chứ đâu. Vài bữa trả rồi. Trả cho không phải đâu không, không trả lại chứ. Nếu tiền phải trả chứ. Mà em không có, em trả mau lắm. Bạn của ai ai thiếu trả nhớ hết trơn, không có mắc ai cắt não chứ. Lắm vậy có mua cá thiếu nữa không? Mua cá không? Cá hả? Cá bán vô, bán kia mua, em nói em không có tiền, nó lấy hai cái cha bự đó, sống nhảy từ đó cho bán 2 năm tuần. Bữa nó trả rồi đấy ha? Ừ, trả rồi đó đó. Gãy mới lên gãy. Gãy gãy cái chai mà ta. Trời ơi. Không bán gì vậy? Ngực ngạo không? Con gãy mới vô thưa mẹ vợ, còn này mẹ vợ thưa lại con gãy. Ừ. Tướng lúc nào cũng đeo dình mẹ vợ, tôi liêm chiếc ha, đeo không buông luôn ha. Rồi 4 với 3 7, tôi ba đưa luôn nha. 4 3 7. Nữa hả? Ai chạy, chạy. Qua 3 là 4 là 7, mẹ đưa. Chạy thiếu nữa rồi, Nga la làng dưới kìa. Ủa, ừ, nãy là 4 nha. Không tiền mua sữa đó, mua giữ vô. Ờ, 7 nha, mua trả cho. Ừ. Chưa chẳng chục mà. Chục tới. Vậy à, chục luôn. Chục 12 đó. Thôi thôi đừng có tặng tôi gì hết trơn, tôi không lấy đâu. Thôi 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 tôi lấy đâu. Thôi 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 không lấy. Không lấy. Thôi không lấy đâu. Thôi. Thằng này tôi bóc vô lại cho tôi cho tôi. Chẳng tiền. Thôi không lấy hả cha. Mới nó bậy cho nó chiều bữa chưa chẳng chục. Ai có hợp tổng 20 ngàn tôi cho. Không có lột luôn.
con nghe không có lộ con kia từ ngàn rồi cảm ơn đi mua 4 mua 6 tôi cũng con cái rồi một 2 ngàn cho luôn ai đấy nghe có 7 thằng nghe quý vị khán giả nghe nha có anh em tôi đây à quỷ sứ không tao mới nói chưa chẳng chục không qua ba này 4 là 7 mua trả tiền rồi cái chưa nó vô nó ra nghe có bầu con trai giờ quốc thêm 3 vé nữa chứ hôm qua mua nó 2 vé trước rồi. Rồi nó vô mới đưa 3 vé nữa thì 2 vé chứ đưa tiền 3 vé sao chưa hôm qua 3 bữa nay với 4 nữa là 7 vậy đó mà gán vô mà nhắc mười giá mới chịu à mới nói chưa chẳng chục nó lấy đủ chục trả luôn trả chuyện mà thương đạo cứng ngủ đặc biệt thì cũng được ê vậy à anh em mình không lấy thì mình giữ tiền nè nữa mình mua quà tặng anh em sắm vàng hay là sắm gì mà anh em muốn mua đó có giá trị sắm chục cái iPhone ờ chục cái gì anh em người cái chục cái iPhone cái nhiều cái có mấy chục cũ chứ nhiêu cái mấy chục cũ hả 20 cũ không dư 20 cũ mua được rồi à một cái ha ừ nếu một cái mà mình mua chục cái gì 200 triệu á 200 triệu tại chúng ta đặc biệt mua được thấy không à tới tỷ mấy 2 tỷ à. Giờ tăng hai nó đây thì anh em ví dụ bây giờ tiếp theo ha thì bạn trên đứng thì dùng chứ chà quá mặn rồi quá mặn còn mấy anh em kia thì ví dụ mình coi anh em thích gì nhiều khi người ta thích cái này kia mình đâu có biết đâu phải không tặng gì nhớ chiều nay chúng số tặng gì ra tặng cái tướng An Giang rồi tướng là ý là Nguyễn An Giang rồi tướng Mai Dung giữ vậy như từ giờ thanh liêm ta Long Xuyên chứ không phải An Giang rồi còn mấy anh em kia thì tại vì đi ra thầy ngoại chưa về thì không có biết anh em thích cái gì thích đủ thứ rồi. Mấy anh em về mấy anh em kia không biết thích gì ha dạ thôi về cái mẹ à vậy anh mới nghe nè được con trai có đãi mẹ vậy là trước sau là 7 hay là 10 hả à. Đó kè 10 kè nói 10 nữa kè 7 rồi nghe tôi bóp họng bây giờ à đó kè thấy chưa 3 với 4 mà sao ra 10 ôi trời khi dữ luôn nó được con trai rồi sao lại im chứ người ta kiếm con trai không ra nữa mà nó muốn con gái rồi biết sao giờ ngày hôm qua đi dưới nó nghe con gái thì bỏ đó nghe luôn tại ai tại nó cãi nó hơi đầu tin đó nhưng mà nói chung nguyên ra là thường ngày là ta về người ta còn gái để con trai đầu lòng sao này có dâu bây giờ để hỏi chị Xuyến nha dạ bây giờ cái này đi hỏi cái khác nha